rộng ấy nhỉ. À, cái nghề này là của gia đình nhà chồng. Lấy chồng thì gia đình nhà chồng ở Kim Liên ấy. Thế là anh chồng dạy. Thế anh ấy bảo là làm cái nghề này thì không giàu không có, như tiền tiêu vặt lúc nào cũng có. Tôi năm nay là gần 80 rồi, 78, 79 rồi. Mà làm từ năm 60. Ra chỗ này chỉ có làm từ sáng 7 giờ, 7 rưỡi. Xong rồi đến 10 giờ là bê vào. Cứ 30 phút một cái tóc. Cứ tính như thế. Thế cứ cắt xong người này thì người khác lại ngồi lên ghế. Thế không làm vội. Làm vội cho khách là mất khách luôn. Phải làm đúng quy trình của mình. Em tôi thì nó cắt ở Kim Liên cơ. Vâng. Vâng. Cứ tháng nào cũng đi, cứ mỗi tháng đi một lần. Không quen hàng này ông thích. Không về kiểu, mọi người đều khen. Đấy, trẻ ra. Đấy. Bây giờ nói ông có những ông không nói được nữa, nhưng mà hôm nào ông phải lên đây. Thực ra cách đây được 3 năm rồi. Cũng là từ kiểu như anh em bạn bè chú phòng tập là cắt đây mà buổi sáng sớm là chú cắt. Nên vì có nhiều người cắt đấy là thấy đều đẹp và ai cũng khen đẹp, nên là cứ theo nhau mà. Cái cắt cho tay đấy. Bây giờ người ta thấy mình cắt cho khách, người ta thấy đẹp quá, người ta lui đứng lại, người ta xem xong rồi người ta chỉ lên đầu người ta cắt. Thế xong rồi tiếng thì mình không biết, thì chỉ vào đầu người ta xong rồi chỉ số tiền chìa tay ra. Chia tay không hiểu thì đưa cái 50.000 ra cho ta biết, thế là ok.